rượt đuổi kịch tính, voi chiến lên đỉnh. Hoặc bất kỳ một môn thể thao nào cũng vậy, đó là giây phút thiêng liêng chào cờ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng kính mời các khán giả, ban huấn luyện, các cầu thủ đang ngồi ở khu vực khán đài A và đang có mặt trên sân bóng của khu phố Nghĩa Lập. Chúng ta cùng đứng dậy để bước vào giây phút trang nghiêm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ châu. Và như vậy là tiếng còi của hiệp 1 đã được vang lên. Trong hiệp 1 này thì Tiến Bảo là đội bóng ra quân với bộ trang phục áo xanh quần đen. Họ sẽ chấn giữ khung thành bên phía tay phải. Và trong khung khổ ngày hôm nay vẫn sẽ là thủ môn số 1 Toàn Híp, số 8 Anh Túc, số 11 Mạnh Trường, số 10 Quang Vinh và số 14 là Nghĩa Trọng. Một đường chuyền dài của Anh Túc khá nguy hiểm. Đường chuyền hướng đến vị trí của cầu thủ Nghĩa Trọng. Cho danh hiệu vua phá lưới. Và biết đâu đó thì có thể là hai danh hiệu một lúc. Rất nguy hiểm. Bóng đập vào cột dọc. Và hai pha dứt điểm liên tiếp bên phía các thủ FC Sật. Và nó đều được thực hiện bởi Công Dương. Và lại là một sự may mắn nữa. Sự may mắn dành cho các thủ FC Tiến Bảo. Khi cột dọc đã cứu thua dành cho Toàn Híp. Rất nguy hiểm, vẫn chưa có bàn thắng dành cho Quang Vinh. Trước đó là tình huống bỏ lỡ của Nghĩa Trọng. Và sau đó là một pha đối mặt còn rõ ràng hơn. Nhưng với một tình huống chạm bóng ở chân trái thì Quang Vinh lại chưa thể, với những chiều cao, về sự vạm vỡ. Thì tuy nhiên thì Tiến Bảo rất nhanh. Coi! Chưa thể có một pha khống chế bóng gọn gàng. Chúng ta cùng xem lại tiếng quay chạm vừa rồi. Một pha chọc khe khá thông minh. Pha chọc khe vừa rồi là của Anh Túc. Một đợt chọc khe đã khiến cho hàng phòng ngự của FC Sạt dường như tê liệt hoàn toàn. Và ngoài Anh Túc ra thì cũng có một pha di chuyển cực kỳ thoáng của Mạnh Trường nữa. Suýt chút nữa thì đã có được bàn thắng dành cho Tiến Bảo. Anh Túc. Rồi. Dứt điểm. Không được. Đường chuyền vào. Coi. Lại là Quang Vinh bỏ lỡ. Quang Vinh bỏ lỡ rất đáng tiếc. Anh Hưởng ơi, có ai rút điện bên kia rồi? Rút điện loa rồi anh. Khá kỹ thuật nhưng mất bóng rồi. Nghĩa Trọng xoay sở khéo léo. Coi! Không có bàn thắng dành cho Nghĩa Trọng. Vừa rồi là một pha xử lý rất đẳng cấp của Nghĩa Trọng. Một tình huống bóng xử lý khiến chúng ta liên tưởng đến Zidane. Zidane của đội tuyển Pháp. Một pha xoay sở theo hình chữ S. Và đối mặt với thủ thành công phòng. Liệu đó là một bàn thắng? Đây rồi. Lần này thì tất nhiên là Nghĩa Trọng sẽ không thể bỏ lỡ một cơ hội ngoan đến như vậy. Một tình huống đá bóng rất đơn giản. Nhưng thủ thành công phòng đã chưa làm tốt từ vừa rồi. Và chắc chắn rồi, với một pha bóng như vậy thì Nghĩa Trọng sẽ không thể bỏ lỡ. 1-0 dành cho Tiến Bảo ở trong khoảng thời hiệp 2. Sau khi Phú Cante, Quang Cường. Đây rồi, một cơ hội rất rõ ràng ở trong đòi vài dành cho Trung Hiếu. Một pha bóng đã rất nguy hiểm. Pha bóng mà không ai theo kèm Quang Vinh. Đúng cái chân thật bằng chân trái của Quang Vinh. Anh chưa thể có được bàn thắng thứ hai để tạo ra một khoảng cách an toàn hơn. Phú Cante, đó là những tình huống xử lý đặc trưng của Phú Cante. Chân phải rất nguy hiểm. Một siêu phẩm thuộc về cao thủ FC Sật. Pha dứt điểm quá đẹp mắt của Trung Hiếu. Chúng ta cùng xem lại và chiêm ngưỡng kiệt tác vừa rồi. Một pha sút bóng ở một cự ly khoảng gần 15m của Trung Hiếu. Pha dứt điểm ở góc cao. Và Toàn Híp đã bị đánh bại lần đầu tiên trong một giải này. Một đều. Trận đấu đã được quay trở về thế cân bằng. Như vậy là sự thay đổi người bên phía FC Sật đã phát huy được sự hiệu quả. Lợi thế rất lớn. Khá nguy hiểm. Vừa rồi là một ý đồ sút bóng từ khá xa.
phạt sút bóng của BNVB. Bóng đã đi sượt cột dọc sau pha dứt điểm của Gia Huy. Một trận đấu quá cảm xúc, nguy hiểm. Đã có một tình huống đốt lưới nhà rất đáng tiếc của Phú Can Thị. Vâng, hai bàn thắng đến với Tiến Bảo trong ngày hôm nay đều xuất phát từ những pha bóng cố định. Nỗ lực phá bóng lên của Phú Can Thị chưa thể thành công với một đường chuyền vào rất khó chịu. Những sự vỡ hòa trong những sự ăn mừng của đội bóng Tiến Bảo. Chúng ta cùng xem lại tiếng quay chậm vừa rồi, xem chuyện gì đã xảy ra. Đó là tình huống đá phạt góc của Anh Túc. Đúng như vậy, trái bóng đã chạm vào chân của Phú Can Thị. BBB, pha xử lý điểm hơi nhẹ của BBB. Gia Huy, những pha xử lý bình tĩnh của Gia Huy. Chân trái áp sát rất nhanh và thay người bên phía FC sân. Cầu thủ trung vệ BBB được rút rời sân. Vào sân là Quang Cường, số 18. Quang Cường và Mạnh Trường là hai cầu thủ đang bám đuổi. Phản công cho FC sân, Phú Can Thị. Phú Can Thị, một pha sút bóng quá tốt của Phú Can Thị. Và thay người bên phía Tiến Bảo, Nghĩa Trọng là cầu thủ sẽ được rút rời sân. Vào sân là Gia Huy. Tiến Bảo họ vẫn đang chơi khá cao để bắt người tầm trên. Quang Cường, Quang Cường và Anh Túc phạm lỗi. Có vẻ như Anh Túc đang khá đầu, không biết đây có phải đầu chiến thuật hay không. Cũng đã đăng bài và xuất sắc trong mùa giải U13. Hiệp đầu tiên diễn ra tại